mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi số 74. Có phải mọi người được lãnh nhận bí tích thêm sức cùng độ tuổi không? Vào những thế kỷ đầu tiên, bí tích thêm sức của Giáo hội Tây Phương, Hội thánh Công giáo Roma, được cử hành trong bí tích rửa tội. Trong Giáo hội Công giáo Đông Phương, Byzantine và Chính thống, bí tích thêm sức vẫn được cử hành cùng bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu đối với trẻ em. Trong những năm đầu của giáo hội, giám mục là thừa tác viên chính của mọi bí tích. Khi giáo hội mở rộng, việc các linh mục được trao quyền cử hành những bí tích này trở nên cần thiết. Khi số trẻ em được rửa tội gia tăng, Giáo hội Tây Phương bắt đầu tách hai bí tích này ra. Từ đó phát sinh truyền thống linh mục giáo xứ rửa tội cho trẻ em. Giám mục sẽ thăm viếng giáo xứ và ban bí tích thêm sức. Truyền thống này vẫn được thực hành cho đến ngày nay. Độ tuổi có thể được lãnh nhận bí tích thêm sức do Hội đồng Giám mục địa phương xác định. Ở Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục quy định độ tuổi cho bí tích thêm sức là từ 7 đến 16 tuổi. Còn sau độ tuổi đó, các em có thể được lãnh nhận bí tích thêm sức bất cứ lúc nào. Trong những năm gần đây, độ tuổi này có xu hướng lớn hơn giữa lớp 8 và lớp 10. Một em chuẩn bị thêm sức thì trước đó đã phải được rửa tội, xưng tội và rước lễ lần đầu. Giáo luật nói khá cụ thể về việc chuẩn bị cho bí tích này. Các mục tử phải dành thời gian chuẩn bị cho các em đầy đủ và thích đáng. Thái độ hướng tới bí tích thêm sức là thái độ của một người trưởng thành. Do đó, một ứng viên bí tích thêm sức phải vượt qua sát hạch. Thông thường, ứng viên bí tích thêm sức được gọi là chiến sĩ của Đức Kitô và bí tích thêm sức là đỉnh cao của giáo dục đức tin. Do đó, các em phải có kiến thức đầy đủ để bảo vệ đức tin trong giai đoạn trưởng thành khi được chất vấn. Cũng giống như một chiến sĩ được kêu gọi bảo vệ đất nước, vua chúa hay tổng thống của mình. Chiến sĩ của Đức Kitô cũng được kêu gọi để bảo vệ Đức Kitô và giáo hội của Ngài. Ứng viên của bí tích thêm sức cũng nên có một sự trưởng thành trong thực hành. Sự trưởng thành không chỉ quan trọng trong việc bảo vệ đức tin của mình, mà còn trong việc sống đức tin đó. Đó là lý do tại sao có nhiều chương trình mục vụ sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Các chương trình mục vụ là những ví dụ cụ thể về cách thức để cống hiến thời gian, tài năng và kho tàng của mình. Một người Công giáo trưởng thành là người thực hiện chức năng của người quản gia. Giáo hội kỳ vọng rằng ở độ tuổi lãnh nhận bí tích thêm sức, các em đã có thể đạt được mức độ trưởng thành ấy. Cầu nguyện.
cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con hít thở thật sâu và nhìn lại ngày sống hôm nay của mình. Hôm nay vào cuối ngày, con lắng động trái tim và linh hồn mình, đồng thời tạm dừng các ý tưởng và chỉ tập trung vào hơi thở. Con để trái tim dẫn nhịp cho thời gian cầu nguyện này. Con nhớ lại những kỷ niệm trong ngày hôm nay. Điều gì khiến con vui và điều gì khiến con buồn? Con lặp lại với từng kỷ niệm lời tạ ơn. Con lặp lại với từng kỷ niệm lời tạ ơn cho đến khi con cảm thấy bình an. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.